Good morning, Việt Nam. Hi các bạn, hôm nay mình và Christoph có mời một số bạn đến nhà mình chơi đó. Hey, và các bạn của mình cũng có thể tắm hồ bơi của mình đó các bạn. Hey các bạn ơi, mình đã chuẩn bị hồ bơi xong rồi. Hey, nước rất là trong đúng không các bạn? Hey, mình muốn nhảy vào đó mình tắm liền thôi. Hey Christoph ơi, Christoph anh đâu rồi Christoph? Hey anh à, anh đây, anh đây. Wow, anh à, hôm nay em rất là xinh đẹp đó. Wow, anh à, em đã chuẩn bị hồ bơi rồi hả? Wow, nước rất là trong các bạn ơi. À, các bạn ơi, mình mới té vào hồ bơi rồi, ướt cả mặt luôn rồi. Hey, Christoph, đi vào lấy cái khăn cho em nhanh lên đi. Anh à, anh xin lỗi nha, anh đã làm em giật mình cho nên em té vào hồ bơi luôn phải không? Hey, rất là may mắn em không té vào nguyên người, chỉ ướt mặt vào đó thôi. Rồi, đây là khăn của em đây. Rồi, để anh lau mặt cho em nha Anna. À, Christoph ơi, lau mặt nhanh lên đi, em ngột thở quá, khó thở quá. Rồi, được rồi, lấy khăn ra nhanh lên đi. Ok, rồi, được rồi, anh sẽ lấy khăn ra. Wow. Rồi, em đã được khô rồi. Hi, cảm ơn anh nghe Christoph hôm nay. Em có mời một số bạn đến nhà mình chơi đó và chúng ta có thể tắm hồ bơi đó. Anh thấy như thế nào Christoph? À, ý kiến hay đó anh à, anh cũng rất là thích hợp mặt bạn bè. Rồi, em đã chuẩn bị xong chưa? Hey, Christoph, anh hãy lại đây nhìn nước đi, rất là trong có đúng không? À, các bạn ơi, mình nghĩ ra một ý kiến này, hay là mình nhờ phép thuật của anh Christoph sẽ biến nước ở trong cái hồ bơi này thành chất nhờn ma quái luôn, rồi để cho các bạn mình có thể chơi ở trong đó hết. Các bạn thấy ý kiến của mình như thế nào? Rất là hay và độc đáo có đúng không? Hey Christoph, ơi, được đó anh à, nhưng mà anh đã quên câu thần chú đó rồi. Thôi để anh nhớ lại xem sao. Cái gì là umbala, umbala. Rồi, được rồi, anh nhớ ra rồi Anna, anh nhớ rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đọc câu thần chú đây. Ơi, mọi người nhắm mắt lại nha. Umbala, hãy biến nước trong hồ này thành chất nhờn ma quái để bạn của ta tắm nào. Umbala, 1, 2, 3. Yeah, anh ơi, hãy lại đây xem nào. Nước trong hồ đã thành chất nhờn ma quái rồi, nó đã chuyển thành màu xanh rồi. Để anh đọc tay vào thử xem sao. Wow, các bạn ơi, đây là chất nhờn đây, gọi là slime. Wow, màu xanh đây. Hey Christoph, để em xem nào Christoph. Wow, các bạn ơi, hãy nhìn đây. Nó hơi nhớt một chút xíu, nhưng mà nhìn rất là vui đó. Mình thọc tay, vào đây luôn các bạn ơi. Cảm ơn anh nghe Christoph. Hình như các bạn của em đã đến rồi, thôi đem ra đón nào. Hi Anna, hi Christoph, hi Barbie, hi Ken. Wow, Anna, hôm nay bạn trông rất là đẹp đó. Cảm ơn Barbie nha. Ủa, hai em bé đâu rồi? Bạn mới xin em bé mà. À, đúng rồi, hai em bé đang ở nhà. Skipper đang giữ hai em cho mình đi chơi đó. À, vậy hả? Wow, vậy hay quá. Bạn hãy lại kiểm tra cái hồ bơi này xem sao. Wow, chuyện gì đã xảy ra với cái hồ bơi này vậy? Tại sao nước đã chuyển sang màu xanh như thế này? Bạn hãy thọc tay vào thử đi baby, ok. Các bạn ơi, cái này là cái gì vậy ta? Wow, rất là nhớt. Đây là chất nhờn ma quái đó baby. À, vậy hả? Chất nhờn ma quái hả? Wow, mình rất là muốn nhảy vô đó thử xem sao. À, Bita và Teresa cũng đến chơi luôn. Wow, hi Anna, hi Christoph. Hi Anna, cảm ơn bạn đã mời mình đến đây nha. À, không có chi đâu Teresa, bạn hãy lại hồ bơi xem đi. Ok, để mình lại hồ bơi xem nào. Wow, cái hồ bơi tại sao lại chuyển sang màu xanh như thế này? À, đó là chất nhờn ma quái đó Teresa. À, vậy hả? Mình đã nghe nói chất này lâu rồi, nhưng mà mình không có dịp nhìn nó. Wow, để mình để tay xem sao. Các bạn ơi, để mình để tay vào xem sao. Wow, nó rất là nhớt các bạn. Các bạn có thấy không? Barbie, Teresa, bây giờ thôi chúng ta hãy vào hồ bơi tắm thử xem sao. Chúng ta hãy thử cái chất nhờn ma quái này xem nó như thế nào nhé. Ok, ý kiến hay đó. Thôi để tụi mình vô nào. Các bạn ơi, thôi bây giờ mình sẽ bước vào đây. Wow, wow.
mình có thể dùng chân xoáy nó lên như thế này. Wow. Hey, Barbie, Anna, vào đây chơi đi, vui lắm đó. Ok, tụi mình sẽ vào ngay. Hey, các bạn ơi, thôi bây giờ mình sẽ nằm thử nha. Wow. Hey, bây giờ mình sẽ lặn xuống nào. Wow, nhớt quá. Đúng là chắc nhờ. Wow, lên mặt của mình luôn. Barbie ơi, vào đây chơi đi Barbie. Ok, các bạn ơi, thôi bây giờ để mình vào nào. Wow, Teresa, bạn sẽ nằm xuống vậy. À, các bạn ơi, mình rất là thích cái chấp nhận ma quái này đó. À, bây giờ để mình ngồi xuống đây nào. Các bạn ơi, các bạn có thấy tóc của mình hay không? Wow. Hey, các bạn mình có thể bơi trong đây được đây. Hey, Barbie ơi, bạn đâu rồi? Hey, mình đây Teresa, mình đây. Wow, tóc của mình bây giờ đã dính chất nhờn ma quái vào rồi. Ken ơi, anh có muốn vào đây chơi không Ken? Vui lắm, yay! Hai Pita, anh có muốn vào đây không? Ok, để anh vào thử xem sao. Wow, thấy hai bạn nữ đám vui quá. Thôi, mình cũng vào tham gia đây. Ken ơi, bạn có muốn vào không? À không, mình chỉ muốn nói chuyện với Kristoff thôi. Ok, vậy cũng được. Rồi, bây giờ mình vào nha. Wow, các bạn ơi, chơi trong đây rất là vui đó. Các bạn hãy nhìn mình đây. Barbie ơi, em ở trong đó có vui không? Wow, em có sao không? Hey, trong đây không có sao anh Ken, trong đây rất là vui. Anh Ken hãy vô đây đi tắm đi anh Ken. Thôi, no, không, anh chỉ muốn nói chuyện với Kristoff thôi. Ok, vậy cũng được anh Ken. Hi, Pita, bạn thấy như thế nào Pita? Hey, Ken ơi, rất là vui đó, rất là mát. Mình có thể sử dụng chất nhờn ma quái này để làm mặt nạ đắp toàn thân luôn. Wow, vui lắm Ken.